Ơi, chào các bạn nhé. Mình đang đứng tại cơ sở đóng tàu mô hình của câu lạc bộ Phước Hải. Thì nơi đây có mấy anh em đang chuẩn bị gắp máy đó các bạn, đang chỉnh sửa lại. Rồi mời các bạn xem nha. Rồi đây, trước mặt các bạn ha, đang gắp máy nha các bạn. Hai chiếc này cảm thấy là mô hình cho nó bự, sáng cho khi lắm rồi. À, cái chuyện dịch nè, trời ơi, chuyện dịch khói thần thiệt chứ. Biết hai tắt máy, ba tắt rồi. Đại chuyện dịch nhiêu vậy anh? À, cái này 250 nha. Hai tấc rưỡi ha. Anh là chủ chiếc này phải không? Đúng rồi. Anh này là chủ chiếc tàu cá này các bạn. Chạy chắc nhiều lắm nha. Bên lái là inox luôn nha các bạn. Cái chân dịch này mình mua nhiều cái anh? Chân dịch này nè, 500 ngàn. Chân dịch này là bằng mình nhớ không, 500 ngàn nha các bạn. Rồi bên lái inox là cái này nhiêu vậy anh? À, cái này ở đây làm, đây làm á, không ta không có tốn tiền á. À, cái xác này, xác này lỏng mà nếu mà kích thước nó khoảng 450 ha, 750 bài dài anh, dài 1m57, 1m17, 57, 57 ha. Ồ, cái máy hồ điều khiển nó có đây xài 2 thì nữa mà đúng rồi, mấy 2 thì 50cc này hộp số đây 7 thua nha. Hộp số 7 thua luôn hả? Dữ luôn. Thợ đang gáp nha. Cái chiếc này nếu mà giá tiền của nó chắc cân cỡ 30. Cỡ khoảng hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu thôi. À, 10 triệu 11. 10 triệu đến 11 triệu một chiếc ha. Đây bằng chất liệu bơm. Chiếc bên đây cũng tựa như nè. Nó kiều hơn nha các bạn. Chiếc bên đây nó kiều hơn. Anh em. Rồi qua đây mình coi coi. Đây cabin. Đó. Kêu kia đi. Dàn bò. Khổ. Đây. Ồ chiếc. Mình thấy chiếc này. Chiếc này làm nghề gì ta? Đây này. Giả cào. Giả cào luôn hả? Trời, lưới kêu bằng lưới kéo. Lưới kéo à. Lưới kéo. Rồi anh này cũng đang gắp máy chạy pin nha các bạn. Chiếc này kích thước nó như ta? Này mét 2. Mét 2. Còn bị ngang. Ngang 40 cơ. Ngang 40 hả? Nó hơi to bụng. Tại vì nóng sẽ còn nấu dài ra thêm nữa. Nghe lớn. Nhưng nhiều khi là mình nhỏ quá, ngắn quá thì mình nấu dài thêm chút. Rồi đúng rồi. Nghe lớn người nhà lớn mình chỉ nó nhỏ quá thì người ta cũng lên dối, hoặc là người ta nói chuyện như vậy. Là đây là mình chỉ đóng chơi thôi á. À, nói chung là chơi thôi. Chứ không có chẳng hạn như nghỉ làm. Áp vậy chơi ha. Chơi thôi. Đây bên này cũng có một chiếc nữa. Ở đây là xưởng tiện luôn các bạn, trong đây là xưởng tiện luôn. Rồi cho nên là mấy anh em đây biết nhiều về bên cơ khí ha. Đặt máy này rồi cũng khác. Rồi cái gò má này nóng vuông. Chủ bên đây á anh chủ chiếc này hả? Mà sao leo chỉ
Rồi quá công tắc luôn. Đây mình thấy cái này. Đó cái xà đây. Chống lịch luôn nha. Inox 304 luôn nha các bạn. Cuối đây. Đẹp ha. Nó không có dài đòn nha các bạn. Nó không có dài đòn lắm. Nhưng mà con cá đã được bình ngang. Ghe này chơi lã kiết sắt luôn nha các bạn. Ôi. Cái chiều trên bữa qua inox 304 nha. Mấy chiếc này là toàn bộ là tàu cái không nha, chứ không có tàu đất kia các bạn. Tổng tàu cái lái đòi. Em lấy bên này lấy lại 4 cùng 1. Ủa, anh cứ mua. Mua tăng phục đây. Đang coi phần máy móc lái nha các bạn. Thôi. Thử được, thử được. Ông ấy thử được. Hai giờ, hai giờ. Giờ bay hay ổn định không? Chờ cái clip hạ thủy nha mấy bạn. Hôm nay đến đây anh em tiếp đón nhiệt tình quá. Rất là hào hứng để quay những clip này ha. Đây là pha nhớ chiếc xăng nha. Rồi đạp vô. Thuận lại. Em nữa nha, quá đẹp luôn, cabin Thái Lan. Mình đang đứng ở trong sưởng tiện luôn đó nè.
con kia vô ông nậu. Rồi anh em chuẩn bị đem tàu đi phá luôn không thấy không test nha các bạn. Phá đâu đã tôi phá cổ mà bỏ lại chị phá chi cổ mà. Chiếc kia cho bá phơm khi người nhẹ nhàng em chết nhẹ luôn như gì. Ha ha.